Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em xem về một cái tài khoản. Hiện tại chưa biết là chuyên cung, chuyên bộ hay chuyên kỵ, nhưng mà mình thấy để nhà Tokabi nhằm có hai cái mục đích. Thứ nhất là nhà Tokabi thì nó thủ cung. Thứ hai là nhà Tokabi thì nó phục hồi điểm hành động. Một cái chỉ số khá là tốt dành cho những anh em nào mà cày cuốc chăm chỉ 24 trên 7 thì anh em có thể đổi cả nhà Tokabi này để có thể là có được điểm hành động để kéo màn. Nếu mà tính ra kéo man một đạo mà sử dụng nhà Tokabi cắn đá nữa thì anh em chắc phải kéo hơi bị lâu rồi mới có thể hết áp được. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ trước mắt thì mình xem sơ về Liên Minh đi. Kingdom Việt Nam. Ồ, dạo này review toàn gặp những Kingdom Việt. Đây cũng là một cái thông tin để cho anh em có ý định di cư về thì cũng có thể tìm hiểu về những Kingdom như thế này. 2972. 2972. 2972 về là 2972 mà giờ chơi K3 à? S3 là K3 đúng không anh em? KVK3 nè. Thời gian còn lại là 21 ngày. Vậy là chuẩn bị sang chinh phạt. 2972. Mình thấy để tên clan là hình như là boss cũng là Việt luôn, Việt Nam luôn hay sao ấy. Boss Việt Nam luôn. Đây đúng rồi nè. Ui ôi. Nạp kinh thiệt chứ. Dã man mới K3 mà chèn bầu 237 triệu sức mạnh ghê thiệt. Rồi ôi chết, 9 triệu thu gom tài nguyên 1 tỷ, hỗ trợ tài nguyên 14 tỷ. Nội nhìn cái góc này không là đã thấy boss rồi đúng không anh em? Boss cực bự rồi, super boss này. 100m quay làm boss thế. Clan Việt Nam đấy anh em ạ. Mình thấy là full Việt luôn ấy. Rất là nhiều người chơi Việt Nam ở đây. Tiện đi review thì mở cho anh em xem luôn. Cái này gọi là hóng hớt đấy nè. 6 tỷ tư, 6 tỷ tư mà nếu mà sang KVK chinh phạt. À mùa đầu tiên, KVK chinh phạt mùa đầu tiên thì nó ghép cũng ghép với những kingdom mới chơi mùa đầu tiên luôn. Và nếu giữ mức bầu mà tầm khoảng 6 tỷ đến 8 tỷ mà không mở di cư nhiều thì nếu mà kingdom này đánh thì chắc đánh ship B. B hoặc là C đúng không anh em? B, C. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem về cái tài khoản này nha. VIP 16 với số ngày đăng nhập 1.000 ngày. 1.000 ngày như thì như mình nói thì VIP 16 thì cái tốc độ VIP này không nhanh mà cũng không chậm mà nằm ở cái tốc độ VIP trung bình khá, bình thường đúng không anh em? Như mình cũng vậy, hồi xưa mình chơi cũng phải mất ngàn ngày mua game tháng đồ các thứ, farm game sắp mặt ra thì mình mới lên được VIP 16. Thế nên là với cái tốc độ VIP như vậy mình cũng khá ok. Và nếu như mà để lên VIP 17 mà không nạp với không farm thì chắc là tầm này vẫn còn lâu lắm, bởi vì bây giờ là anh em thấy nè, vẫn còn 1 triệu điểm VIP nữa mới có thể lên được VIP 17. Cực kỳ lâu đúng không anh em? Tài khoản có cái mốc sức mạnh 83 triệu sức mạnh và đang sử dụng nền văn minh Pháp. Nhìn nền văn minh Pháp thì cũng có khả năng là chơi bộ binh nhưng mà nó cũng không cao đâu. Nhiều người người ta chơi kỵ, chơi cung thì người ta vẫn chơi nền văn minh Pháp nhằm cái mục đích là tiết kiệm tăng tốc khi anh em đánh nhau. Ở đây mình thấy là tổng kill bon thì 1 tỷ 3 và kill T5 chỉ có 30 triệu thôi. Nói chung là một ca ngày thì anh em sẽ có cái mức kill bon tổng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1B5 đến 2B. Trên dưới 2B kill thì nó sẽ ổn áp hơn. Cao này thì kill bon hơi thấp một chút xíu nha anh em. Nó có rất là nhiều lý do đó, như mình đã nói rồi, chưa bấm mà mình đã nghi nghi rồi. Có thể là anh em không có thời gian để đánh on field nhiều nhưng mà anh em cũng đóng góp cho kingdom bằng cách là anh em dev lính, như mình đã chia sẻ trong rất là nhiều video. Không có thời gian đánh nhau thì dev lính cũng được, không sao cả. Một số kingdom họ sẽ cho anh em có hai phương án để lựa chọn: một là anh em đánh field nhiều và gạt được nhiều kill bon, giết được nhiều địch thì anh em không cần phải chết nhiều, và một lựa chọn còn lại là nếu như anh em không có thời gian mà anh em bận rộn trong cuộc sống thực thì anh em cũng có thể là chọn cái hình thức là đét lính, nhồi cờ, bơm rally, bơm pháo đài, làm sao mà chết nhiều lính ở cái mức tối đa để có thể đóng góp được cao cho kênh đo. Thì ở đây là một ca ngày mà chết 10 triệu lính thì nó cũng không phải là ít anh em ạ. Mức sức mạnh tối đa lên tới 88 triệu, gần 90 triệu mà bây giờ chỉ còn 83 triệu sức mạnh thôi. Thế nên là Q-bon đôi khi nó không cần phải cao, miễn sao anh em đóng góp cho kênh đo và kênh đo người ta nhận thấy được điều đó là được rồi. Thế nên là nó cũng nhiều cái vấn đề để có thể nhìn nhận vào một cái account nhé anh em, chứ không phải cứ mặc định là Q-bon thấp
thì là người chơi sẽ không đánh nhau. Người ta không đánh nhau nhiều nhưng người ta zone death, zone cờ, zone rally các thứ, đó cũng là một cái hình thức đóng góp cực kỳ tốt cho Kingdom. Tất nhiên là meta bây giờ, đặc biệt là map Olan mới bây giờ thì nếu mà không đánh field thì rất là khó để có thể thắng được. Cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đây anh em thấy được là có SC, có Alex, có Di, có Quang Vũ, như vậy là có khả năng là thuần bộ khá là nhiều đúng không anh em? Mình sẽ xem một cái thông tin chi tiết hơn ở trong này nha. À, trước mắt thì mình có cái sở thích là xem thì anh em có đua nhà huyền thoại thiên đỉnh Zenith gì không. À, ở đây thì mình thấy là hiện tại vẫn chưa có một cái nhà huyền thoại nào. Và đang chỉ có một cái nhà K1 thôi, thêm một cái nhà Tokabi nữa. Thực ra cái nhà Tokabi này nó chỉ trừ tấn công đội quân 3%, thế nên là anh em xài bộ kỵ cung gì cũng chơi được tốt. Và nếu có thêm đạo cung thì khá là tốt, bởi vì ở đây nó sẽ boost được thêm cái phòng thủ cung 10% nè. Rồi, không cần phải đua thiên đỉnh đâu anh em ạ. Đội nhà trong shop KVK chơi là cũng đã rất là mượt rồi. Hồi nãy quên bấm lính cho anh em xem. 4 triệu 5 lính. Và ở đây có tới 1 triệu 5 lính bộ T5 Pháp, 630 kỵ 5 và 238. Như vậy là mình nhìn sơ là mình biết được là chắc là không chơi đạo cung đâu rồi. Có thể là chơi hai đạo kỵ, hai đạo bộ và một đạo kỵ, hoặc là ba đạo bộ và một đạo kỵ, một đạo ba đạo bộ và một đạo kỵ. Chứ nếu mà cung thì lại không đủ lính để đánh. Rồi xem một chút về kho nhé anh em. Game Red B6 đánh K3 thì cũng không đánh nhiều đâu. K3 thì anh em chủ yếu đánh di tích, bệ thờ thứ thôi. Tăng tốc nè, tăng tốc cũng còn nhiều đấy. Gear, một ca ngày chơi game. Bao nhiêu món trang bị ca? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 20, 24, 25 món trang bị cam, ghi nhiều phết đấy chứ anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 món có tài năng đặc biệt. Này là chắc chắn tinh luyện chứ không thể nào mà đập mà ra được. Nhưng mà nói chung là mình nhìn sơ sơ thì mình thấy là ghi ạc này một ca ngày mà ghi như vậy là cũng khá là khỏe, không phải là yếu đâu. Tượng cam, còn tượng nào không? 230 tượng. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem một chút về tướng nha. Map bao nhiêu con tướng cam đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một ca ngày 8 con cam. Như vậy là cũng không nhiều anh em ạ. Cũng không mát nhiều tướng cam. Và tướng meta thì chỉ có được một đạo Quang Vũ, SC, Netkey. Rồi, mình bắt đầu nhận thấy cái tài khoản này na ná giống cái tài khoản mình chơi bên 18-18, có nghĩa là có một đạo bộ Quang Vũ SC nè. Đạo này thì có thể tách ra làm hai đạo Vũ SC riêng một đạo và một đạo Nikki với Yuan. Có thể là cái lên tướng giống y chang mình luôn, mà chỉ khác mỗi là con đây là con cung và con di. Còn mình thì lên con Edward hơi bị Sida một chút. Thế nên là đánh như vậy mà kiếm kill cũng khó ấy. Đánh shit thấp thì được, chứ còn shit cao như 18, shit A thì đánh khó kiếm kill lắm này mà. Vậy là ở đây, nhưng mà ở đây ạc này thì ghia ngon này, ghia thì khá là xịn. Và nếu mà có lực đánh T5 thì cũng khá là khỏe nữa. Chuẩn rồi, như vậy là mình đã biết được. Bây giờ chỉ còn xem được chủ ạc có kéo man hay không nữa thôi. Ồ, cũng không kéo man luôn. Như vậy là nói chung là cũng khó kiếm kill đấy, không phải dễ đâu. Mà đánh shit thấp thì mình nghĩ là ok. Để xem chủ ạc đánh phiêu với những đạo như thế nào nè. Quang Vũ Alex, một đạo ghia thì ok ấy. Nhưng mà hạt này nếu mà đánh ship B đổ về thì mình nghĩ đánh khỏe mà, không nên nói là quá yếu. Đạo thứ hai là Net Yuan, cặp này khỏe nè. Đạo thứ ba là SC Melmet, cũng khá ok rồi. Đạo thứ tư là CM Hara hoặc Hara CM, tùy theo cách ghép nối của anh em. Như một vừa trước thì mình đánh Hara Cesa. Đó, dù sao thì đánh Dam nó vẫn cao hơn, mình vẫn đánh giá cặp Hara Cesa cao hơn cặp CM Hara. Bởi vì cái meta bây giờ tướng nó rất là mạnh anh em ạ, tướng Dam đỏ nó sốc Dam rất là nhanh. Thế nên kể cả mà bây giờ hồi xưa thì đánh CM Hara trông chờ vào cái việc người ta sờ qua mình kiếm kill được. Chứ còn bây giờ nó mà sờ qua mình chỉ có lỗ sấp mặt thôi này mà. Chứ không lời nổi đâu. Ôi, một đạo thứ năm là Chayan và Di. Thực ra cái này thì nên đổi lại nha. Mình suy nghĩ là nên đổi lại. Và cái đội hình bút cũng không nên là xài đội hình ô vuông, mà xài đội hình bút thì sẽ là tốt hơn đội hình lật đấy. Và đạo nếu mà như vậy ấy, chủ ạc nên đánh Chayan Hara.
Jayan Hara và CMJ, hoặc là có thể đánh SCJ nè. Có thể đánh SCJ và đánh 4 đạo thôi, bỏ cặp CM Hara ra, đánh Jayan Hara để có boost nếu như anh em thích đánh boost, và thêm nữa là đánh thêm một đạo nó chính là SCJ, như vậy là sẽ có nhiều đam và nhiều sát thương hơn. Còn không thì vẫn đánh SC Mehmet và Jayan Hara, mình nghĩ nó vẫn tối ưu. Không biết là anh em nghĩ sao về cái cách ghép nối mà mình vừa chia sẻ. Còn nếu mà đánh như vậy thì vẫn được thôi, nếu mà anh em khỏe thì anh em đánh như vậy vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ là Jayan Hara thì kiếm kill nó vẫn ngon hơn là Jayan Ji. À thì khỏe ấy, tăng tốc thì cũng không nhiều, đánh một lần cần chôn cả 5 đạo như vậy thì cũng hơi bị thốn tăng tốc ấy. Đặc biệt là T5, rất là tốn tăng tốc với Red. Rồi chốt lại thì nếu mà là mình thì mình sẽ đánh một cặp đầu tiên là Quang Vũ Alex, đạo thứ hai là Net Yuan, đạo thứ ba là SC Mehmet hoặc là SCG, và đạo thứ tư nó chính là Jayan Hara. Mình sẽ đánh Jayan Hara nếu như mà mình có Jayan với cái bộ kỹ năng như vậy, 5-5, 5-5, 3-3, mình sẽ đánh Jayan Hara. Dù sao nó vẫn ngon hơn là CM Hara anh em ạ, vì nó có boost ở trong đấy. Còn không biết anh em thì sẽ ghép nối như nào. Nhìn chung arc này mà đánh ship B đổ về thì cũng khá là khỏe, chứ không yếu như ban đầu mình đánh giá. Bởi vì ở đây là nó còn phụ thuộc vào gear của anh em nữa, và gear ở cái arc này thì khá là khỏe. Arc này thì mình thấy là chỉ cần lên thêm một con cung nữa, mình nghĩ là nên lên một đạo cung nữa. Kỵ mới ra bây giờ vẫn chưa biết ghép nối như nào cho tối ưu, bởi vì arc cũng ít là tướng kỵ. Thế nên là mình nghĩ là lên một con cung nữa, đó chính là Gia Cát Lượng với lại Di. Gia Cát Lượng với Di, hoặc nếu mà sợ sợ quang quá anh em cũng có thể lên bầu Di cho nó đỡ lại. Mình nghĩ nên lên Gia Cát Lượng với Di, vì trong trường hợp đánh thua phiêu thì anh em cũng có thể cấu rỉa một đạo với Gia Cát Lượng với Di, phải gọi là bét cấu rỉa rồi. Và đạo tiếp theo thì anh em nên đánh Jayan Hara là tối ưu nhất. Đội hình thì anh em có thể chuyển sang cái đội hình lệch như thế này, mình nghĩ nó vẫn là tối ưu hơn cho boost đó. Và thường mình thấy mid chốt ấy, những cái vũ trang mà ra cái đội hình lệch thì thường nó sẽ khá là ok và khá là xịn hơn. Ở thế nên anh em xài đồ hình lệch thì nó vẫn ổn áp hơn nha. Và Jayan Hara mà xài đồ hình lệch mình nghĩ là nên mid T5 T4 để cho nó tiết kiệm red, bởi vì đạo đấy nó hay bị đấm lắm. Ok, như vậy là mình đã review xong cho anh em xem về một cái tài khoản có cái số ngày hơn 1k ngày, và có cái cách ghép nối tướng hơi bị khác lạ một tí là Jayan với lại Di, nhưng mình đã sửa lại Jayan Hara rồi. Không biết anh em nghĩ sao về cách ghép nối tướng của mình, Jayan Hara vẫn sẽ là tối ưu hơn đúng không anh em? Và lên một nên và nếu lên một đạo cung thì nên lên Gia Cát Lượng với Di. Trường hợp thua phiêu cấu rỉa vẫn cực kỳ khỏe nhờ cả nhà Tokabi thủ 10 cung nữa thì anh em sẽ đánh sẽ rất là ok. Nhân tiền thì mình review thì mình cũng hóng hớt được Kingdom Việt Nam như thế này, có bot này cũng khá là căng ấy, 237 mờ bao và trên khá là khiếp đúng không anh em. Ok, video đến đây là hết rồi, cảm ơn em đã xem video, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Nhớ ủng hộ cho mình, xin một like ủng hộ cho mình, một đăng ký kênh. Bye bye, xin chào anh em.